Từ khi phát hiện ca dương tính với COVID-19 trên địa bàn tỉnh ngày 30 tháng 4 đến ngày 8 tháng 5, các địa phương và lực lượng chức năng trên địa bàn tỉnh đã xử lý 168 trường hợp vi phạm trong phòng chống dịch với số tiền hơn 300 triệu đồng. Trong đó có 158 trường hợp không đeo khẩu trang, bị phạt 207 triệu đồng, phạt 30 triệu đồng 2 trường hợp trốn tránh cách ly y tế, 6 trường hợp không tạm dừng kinh doanh, phạt 60 triệu đồng, 1 trường hợp qua lại biên giới, không làm thủ tục xuất nhập cảnh bị phạt 4 triệu đồng và phạt 350.000 đồng một trường hợp vứt khẩu trang không đúng nơi quy định. Trong đó, Công an huyện Yên Mỹ xử phạt nhiều nhất với số tiền gần 40 triệu đồng.